Thiên Cổ Quyết Trần không chỉ sở hữu dàn sao đình đám vừa có tài vừa có sắc, lại còn được công nhận về thực lực. Về phần nguyên tác thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn cực kỳ hấp dẫn. Bối cảnh, phục trang và tạo hình nhân vật không những bắt mắt mà còn cuốn hút khán giả vì sự chỉn chu, tỉ mỉ trong từng món đạo cụ nhỏ nhặt nhất. Thông qua đoạn trailer chưa đầy 1 phút được nhá hàng cách đây không lâu cũng đã đủ làm cho khán giả cảm thấy vô cùng có niềm tin với khâu kỹ xảo hậu kỳ và võ thuật trong phim. Đây quả là một dự án rất được trau chuốt. Thiên Cổ Quyết Trần là bộ phim cổ trang tiên hiệp có một nội dung thần bí lãng mạn do Doãn Đào làm tổng đạo diễn và Châu Đông Vũ cùng với Hứa Khải đóng chính. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết huyền huyễn Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh, kể về mối tình vạn năm giữa hai vị chân thần thời Thượng Cổ là Bạch Quyết và Thượng Cổ. Cả hai người đã sống chết để giữ trọn tình yêu của mình. Cốt truyện Thiên Cổ Quyết Trần. Nội dung của phim Thiên Cổ Quyết Trần chủ yếu xoáy sâu vào câu chuyện tình yêu, trải dài hai thời đại từ thời Thượng Cổ cho đến Hậu Cổ của hai vị chân thần Thượng Cổ và Bạch Quyết. Song hành cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn đó chính là câu chuyện thần thoại về cội nguồn của tam giới Cửu Châu Bát Hoang, từ thuở khai thiên lập địa cho đến lúc trật tự thế giới dần dần hình thành và biến hóa. Tuy vẫn chưa rõ chi tiết phim sẽ được triển khai như thế nào, có cải biên nhiều hay không, nhưng thông qua sự hé lộ của đoàn phim trước đó, chúng ta có thể dễ dàng đoán được rằng có lẽ bản phim cũng sẽ không làm quá khác đi so với bản truyện. Trong khi Châu Đông Vũ luôn khiến người hâm mộ an tâm về diễn xuất, thì Hứa Khải lại hứa hẹn sẽ mang đến một Bạch Quyết si tình, cường mạnh hệt như bước ra từ nguyên tác. Không chỉ sở hữu nguyên tác lôi cuốn, có đạo diễn và biên kịch chất lượng, mà Thiên Cổ Quyết Trần còn có dàn diễn viên vừa đỏ vừa thơm, không những tài năng mà còn xinh đẹp. Hiện tại còn đang sở hữu một lượng fan vô cùng đông đảo. Châu Đông Vũ vai Thượng Cổ hậu trì. Thượng Cổ là vị thần đứng đầu 4 vị chân thần của cổ đại giới. Một vị thần có nguồn gốc hỗn mang. 60.000 năm trước, do hoạn lạc, nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu sau khi trở về từ tử đạo. Ở thế giới Hậu Cổ, nàng là hậu trì thượng thần của cung Thanh Trì và được cổ quân thượng thần nuôi dưỡng. Mặc dù có địa vị thượng thần nhưng linh lực lại thấp, thực lực bị phong ấn, khiến nàng trở thành vị thượng thần có tiếng mà chẳng có miếng. Châu Đông Vũ nhiều năm nay chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực điện ảnh. Thiên Cổ Quyết Trần là bộ phim đánh dấu sự quay lại của cô sau nhiều năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Châu Đông Vũ là ngôi sao được lăng xê và o bế dưới trướng Thái Dương Xuyên Hòa, mái nhà chung của Trương Quân Ninh, Kim Thần, Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường. Cũng từng là mái nhà của Angela Baby và cũng là công ty quản lý mảng phim ảnh của Dịch Dương Thiên Tỷ. Mặc dù không phải là ngôi sao lưu lượng khét tiếng, sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, nhưng Châu Đông Vũ lại được xếp vào hạng ngôi sao cao cấp của Cbiz bởi từng 2 lần đoạt giải ảnh hậu, một là Kim Kê 2017, hai là Kim Tượng 2020. Danh sách giải thưởng của Châu Đông Vũ khi hoạt động ở mảng điện ảnh có thể nói là nhiều không đếm xuể, mà quan trọng là toàn giải thưởng danh giá. Không chỉ được đánh giá cao về thực lực, mà gia tài phim ảnh của Châu Đông Vũ cũng vô cùng đổ sộ khi mà phim nào cũng là phim hot. Nổi bật nhất chính là Chuyện Tình Cây Táo Gai 2010, Thất Nguyệt và An Sinh 2016, Chúng Ta của Sau Này 2018, Em của Thiếu Niên 2019. Hứa Khải vai Bạch Quyết, Bách Huyền, Thanh Mục. Bạch Quyết là một trong tứ đại chân thần của thế giới Thượng Cổ, yêu say đắm Thượng Cổ chân thần gần 20 vạn năm. Khi Thượng Cổ tuẫn thế, hắn đã cản trở nàng, áp chế hỗn độn chi kiếp, vì nàng mà tu vi 4 vạn năm cùng hồn phách đều tiêu tan, đem 6 vạn năm tiên căn hóa thành hỗn độn. Sau khi Thượng Cổ tuẫn thân hỗn độn kiếp, giúp tổ thần sống lại, chuyển kiếp thành thai trứng của Vu Hoán và Cổ Quân, chàng đã dùng thân phận Bách Huyền đến trao chiếc vòng huyền thạch cho hậu trì, bảo rằng khi nào nàng thắc mắc về thân thế của mình thì hai người sẽ gặp lại. Cứ thế hắn ra đi, đồng thời tái sinh trở thành Thanh Mục của Hậu Cổ giới. Hứa Khải hiện tại đang là sao nam rất được Vu Chính nâng niu và cũng đang là ngôi sao đắt giá nhất của Hoan Ngu Ảnh Thị. Trong năm 2020 này, Hứa Khải liên tục nhận rất nhiều dự án thuộc hàng đại chế tác như Định Luật Tình Yêu 80 trên 20 cùng Dương Mịch, Thượng Thực cùng Ngô Cẩn Ngôn. Hứa Khải bắt đầu được biết đến và nổi tiếng kể từ sau vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong phim Diên Hy Công Lược. Tiếp sau đó là hàng loạt tác phẩm như Chiêu Diêu, Trường Quân Đội Liệt Hỏa, Thủa Xưa Có Ngọn Núi Linh Kiếm, Thiên Vũ Ký, Khi Em Mỉm Cười Trông Rất Đẹp. Châu Đông Vũ thì luôn khiến khán giả cảm thấy hài lòng bởi khả năng diễn xuất của mình, còn Hứa Khải thì độ đẹp trai khỏi phải bàn tới, chắc chắn Thiên Cổ Quyết Trần còn bùng nổ hơn cả Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like, share cũng như đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé.